Hoa và anh em Hành Nguyễn Đăng tiếp tục hát của nó cực vip luôn. Một là CBL MR826, một đôi súp 50 Team Mart Mỹ. Có hát này kết tên em Vương ở Bình Phước thì giá là 11.500.000, cực vip phê, ngoài trời được, trong nhà được. Ca sĩ như này đang hát mãi chia tay mỗi người đi một ngả. Có đẹp mắt rồi anh ạ, thì sẽ đánh leng keng lách tách thì mời ba mời. Trường Nguyên Huy giờ sắp chia tay, ta trao nhau gì đây? Vì đôi mình là nên chỉ còn một tấm hình, tặng nhau là quà kỷ niệm giữ tình ta. Biết nay ta cùng nhập vị hay thế bạn, mình lên kèn lách tách để bắt anh up ấy sâu. Mai đây ta cùng biết đắp xây hòa bình, làm tình yêu mến quê hương. Thời gian nước chảy đá mòn, tình ta mãi mãi vẫn còn thương. Quá hay, lời trong sáng rõ ràng nhất. Một cặp loa đến từ hãng JBL, mã số là 826, bát bôn 10 tấm kèn, cực kỳ phê. Loa hình bóng lợn, không có bọc da, do Mỹ xuất. Và đôi xuất tim mắt của Mỹ 50 học, máy chứng uy lực như tiếng bom. Một tổ kỹ thuật, một mic số ích này bắt là 150m, một quản linh nguồn JBL S68, một đơn tiếng hay đòi P300 Việt Nam chính hãng. Một loạt số vua DB S700 đẩy PSO 4 kênh, 2 kênh đánh nhập full, 2 kênh đánh xuống. Có ai ca sĩ Thành đang hát có lại hình bạn con trùng. Từ giá quan trung anh ra vùng hoa tuyến, tôi về miền cao karaoke. Bây giờ em sẽ test qua trực tiếp bản nhạc nhá, bánh disco luôn với giọng hát thế này, tình bạn con sung phê loại anh em nhá. Đây là bác, mời bác nghe bản disco, cái này fan disco thôi bạn, phê luôn. Chuyển bác nghe tay phone với nhá, này giúp anh. Chiều nay vẫn anh lòng em thấy
Vừa là mình chưa mở súp anh ạ. Quên. Nó chưa mở súp. Phê nhỉ. Không có ai nó chưa. Anh hai thơm phức. Nó mùi thơm. Anh bác nha. Anh súp lên lên khác anh. Vừa là quên thì gặp súp. Đôi sáng, dòng góc bay, tiếng tiếp đánh leng keng lách tách và lấy. 20 tuổi đời biết mình là phận trai. Trong thời quê chính chiến tôi lạnh lùng ra đi. Bộ hát này em test cho bác Vương ở Bình Phước thôi nhé. Tổng giá nó là 51.500.000, bác chuyển khoản 10 triệu rồi. Thì cái này rất dễ dùng thôi. Ăn về khóa cái bàn này. Đấy, thủ kỹ thuật này. Bao gồm tất cả nhá. Thì cái mic này em đánh dấu bác rồi nhá. Mic đánh dấu rồi này. Và khi mình tắt bật này thì sao? Thì cái vang này là như sau. Cái lưng tiếng đó nhá. Kênh 1 này, kênh 2 này. Súp thì cái này em đánh qua vang rồi. Thì đây là chỉnh bát này. Đây là tép này. Thì anh đánh dấu là 12 giờ hết. Còn hai nút này bác không chỉnh như để giữ nguyên nhá. Muốn tép tăng thì tăng lên này. Đấy. Muốn bát lên thì tăng bát này. Đây là con này đổi pi của Việt Nam chính hãng nhé. Bản 300. Mà tất cả đều này sáng hết. Thấy chưa? Và bác chú ý này, chỉnh kênh 1 là kênh 2 như vậy. Hai nút này không chỉnh, đánh dấu. Hai nút này để bát, để tép này. Tép, đây là bát này. Nó ghi là 2 mic ấy. Và cái vang này em để cái mic là 19, nhạc khởi động là 20. Nhá, thì bác muốn tăng giảm đây, điều khiển đây. Chế độ 1 là hát echo gì vọt, chế độ 2 là mic mỏng, ấn phát là chuyển ngay này. Ấn là chuyển luôn nhá. 3 là gì vọt và 4 phát biểu. Phát biểu ấn phát biểu luôn. Ví dụ bác hình dung nhá. Nó sẽ giảm hết echo gì vào đi. Tầm vừa thôi. Ví dụ này, em cho nhỏ nhạc này. Thấy nhá. 1 2 4 6. Kính thưa các cụ, các ông các bà. Thưa toàn thể quan viên hai họ, sau một thời gian tìm hiểu của hai cháu đã thống nhất đi đến tổ chức hôn nhân. Ví dụ thế nhá. Thì đây là nhưng mà M1 thì nó lại hát được ngay. Nhá. Lâu 1 2. Thì mic em đang để cho bác là 19. Nếu mà thích mình tăng lên 1 2 V nhá, để tăng to này. 1 2 V, thoải mái nhá. Đấy, còn 21 ạ. Và nhạc thì tăng đây. Giảm nhạc đây, truyền cổng vào. Thế còn đây là tăng nhại, giảm nhại. Ok chưa? Phát biểu là M4 này. Echo này, tiếng mức bằng một chút này. Thì vật này. Còn con để có 4 kênh nhá. Hai kênh này. Kênh 1, kênh 2 ấy, là cái kênh này coi như là vặn để mo nhá. Bởi vì cái đài này là anh Nguyễn đã gạt về chế độ parallel rồi nhá. Cho nên là khi chỉnh ấy chỉ cần một cái thôi là ăn được cả hai súp luôn nhá. Nếu to quá thì giảm xuống nhá. Giảm sao vừa tay thôi. Đừng cái súp này mình cho ý mình chỉnh. Còn kênh 3, kênh 4 này. Đây là 1 này, 2, 3, 4. Hay còn gọi là A, B, C, D. Thì kênh 1, kênh 2 này đánh full 86, đánh dấu thôi nhá. Này. Đấy, đánh dấu thôi nhá, đừng thay đổi. Còn cái này mình vẫn đánh mo được, bởi vì là gạt thôi. Đẩy nó 4 kênh mà, thì hai cái này là CT, hai cái này là đánh súp thì gạt thôi. Đấy, thông số để sẵn rồi. Mic này không, mic thì tháo này. Đấy, mic thì rất dễ thôi, mình khi mình tháo bật ngang này, gạt lên này. Mình gạt lên nhá. Đấy, mình gạt lên này. Lắp vào thì mình lắp vào. Cái pin không dùng tháo ra nhá, không nó chảy hỏng cái pin, hỏng mic đấy. Gạt ngang này. Cái mic này bắt là 150m nhá. Tiếng nó hay lắm. Hello. Đây là về cái phần về trước nhá, thì nhớ cân chỉnh như vậy. Và về sau như sau. Anh kéo em cái này ra tí nhỉ. Thì với loa 86 này khi dùng anh em có thể để gạt cái mức ở xuống dưới nhá này. Đây không dB. Hai loa này thế nhá. Không dB đi, đừng để nghe nhạc không gạt nó sáng, còn không gạt xuống này. Là hai loa cũng được. Cắm đây. Đây súp thì nhìn. Đây súp cắm như này. Đây nó có rắc to này. Tra phát kéo ra ngược lại kéo ra này. Tra phát này, vặn cạch phát vào. Đó nhá. Ok xong. Đấy, về cắm loa đơn giản thôi. Thì chú ý này. Đây nhá, nhìn đây. Nếu ở nhìn mình nhìn ở phía trước này thì đây là kênh 1 này, kênh 2 này. Đúng không? Kênh 3 anh 4 này thì hai kênh 3 anh 4 là đánh full, tức là loa 826. 826 nhá. Thì còn cái hai cái này đánh súp. Mà chỉ cắm 1 dây thôi. Tại sao thế? Thì giải thích này. Bình thường nhá, những cái nút này là cái hai xuống dưới. Đấy, con này. Gạt xuống dưới này thì là đánh CT. Nhưng cái này là do anh Nguyễn là gạt 3 ngay xuống dưới rồi, 2 ở trên. Thì tức là mình chập tín hiệu, mình cắm vào kênh 1 này. Kênh 1 này. Đấy, cổng 6. Cổng 6 nhá.
06 của Vang là cắm ở kênh 1 mà gạt với chế độ parallel cho nên nó đánh được hết cả hai kênh 1 ăn 2. Thế còn cái này là gạt xuống dưới STN là kênh 1 kênh 2. Kênh 1 kênh 2 của Vang nhá. Kênh 1 kênh 2 của Vang là cắm xuống kênh 3 417. Đấy. Vô đấy này. Đấy để đánh full. Còn cái kênh này là đánh súp. Hay đánh súp rồi nhá. Còn nhạc thì cắm đường in này. Thì để sẵn dây này là về cắm chạy luôn này. Đấy sẵn dây này. Đấy còn con gió mà mình cắm vào cho mát này. Lỗ mình cắm thẳng vào cái điện quản lý nguồn này cho mát nó chạy luôn này nhá. Thế thôi, cái này tháo ra đơn giản này chỉ này thôi, cạch cái tháo là cái lắc kim, còn hai này súp thì ghi súp vào nhá. Đây hai này là súp này, hai này là 86 này, tất cả thông tin ok nhá. Bộ này quá hay luôn đấy, phê loài luôn. Anh em nhu cầu bộ này nó cũng hợp lý giá lắm, nhưng mà anh có thể ngoài trời được trong nhà được nhá. Ok, cảm ơn bác Vương ủng hộ nhá.